Thưa quý vị, chủ đề nói về tình yêu vợ chồng là chủ đề luôn được mọi người quan tâm. Và ngày hôm nay, tôi gửi tới quý vị, các bạn một câu chuyện đã xảy ra trong gia đình giữa hai vợ chồng, đầy phũ phàng và cay đắng. Chi tiết câu chuyện như thế nào? Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và lắng nghe câu chuyện một tháng đã qua đi rồi Đến hai tháng sau ngày vợ mất Anh vẫn còn đang đỡ đẫn hết cả người Chuẩn bị đi làm Thì đột ngột nhận được điện thoại từ bác sĩ Thông báo đến nhận con Có nhiều chuyện thật khó mà có thể tưởng tượng ra được Đôi khi anh cũng không hiểu nỗi người con gái của mình Chỉ vì chị bất cứ lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng Quen biết nhau bằng đó lâu Với anh chị vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ chưa chịu trưởng thành Anh yêu chị Yêu bằng cả tình yêu chân thành Chỉ vì anh tin chắc trên đời này Sẽ chẳng có con người phụ nữ nào đáng yêu hơn chị Yêu nhau đến 5 năm mới về chung một nhà Anh tự hào vì có người con gái như chị trở thành vợ của mình, cuộc sống vợ chồng anh vô cùng thoải mái, mọi thứ đều khá ổn định, gia đình nhỏ ấy vô cùng đầm ấm và chỉ cần chờ đợi thêm một thành viên nữa chào đời là sẽ đầy đủ. Vậy mà, thật không may mắn, có vẻ anh chị chưa có duyên với con, nên tận sau cưới gần 3 năm chị vẫn chưa một lần mang bầu. Cho dù chẳng dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào Đâu phải chị chưa muốn có con Hay cố tình giấu giếm anh chuyện gì Chỉ là anh chị chưa có duyên với con cái mà thôi Có nhiều khi càng nghĩ về cuộc đời của mình Chị lại càng cảm thấy bế tắc Anh với chị cứ sống như thế May thay rồi chị cũng có bầu Vợ anh ngén nhiều lắm Ngén kinh khủng khiếp luôn Nhưng sau đó chị có ăn lại được, chỉ có điều vẫn khiến anh thắc mắc không hiểu lý do gì mà vợ mình rõ ràng đang mang bầu ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng mà vẫn không hề béo lên một chút nào. Anh cố gắng chăm sóc chị cẩn thận lắm, bất cứ món gì chị muốn ăn, bất cứ món đồ nào chị muốn mua hay chị muốn đi đâu anh đều chiều tất. vậy mà đùng một cái khi chị mang thai đứa con ở tháng thứ bảy. Thì mẹ con ra đi vì sức khỏe chị yếu quá Bác sĩ đề nghị anh làm tang lễ cho chị Và đứa con xấu số Với lời ước cuối cùng của chị trước lúc ra đi Chị không muốn anh nhìn thấy mình Nên có viết lại một bức thư Vừa đọc thư anh vừa trách chị sao nhẫn tâm Ngay cả lần cuối cùng được nhìn chị thế Mà chị vẫn không cho anh có cơ hội Vợ con mất mọi cố gắng của anh nhường như sụp đổ hoàn toàn đồng nghiệp hay cấp trên đều thông cảm cho anh nhiều vì mất mát quá lớn anh chỉ như một cái xác không hồn vật vờ đi làm vật vờ về căn phòng chống trại một tháng đã qua đi rồi đến hai tháng sau ngày vợ mất anh vẫn còn đang nở đẫn hết cả người chuẩn bị đi làm thì đột ngột nhận được điện thoại từ bác sĩ thông báo đến nhận con anh hoảng hốt chạy luôn đến bệnh viện quên cả việc mình có thể đi xe đến nơi mồ hôi nhễ nhại người anh vẫn còn đang thở hồng hộc bác sĩ đưa đứa bé ra cho anh rồi nhẹ nhàng nói chúng tôi rất tiếc khi chỉ cứu được cháu vợ anh đã đi rồi cô ấy cô ấy vẫn còn sao cô ấy nằm ở đó cô ấy không muốn anh nhìn thấy cơ thể cô ấy đang bị phân hủy nên mới giấu anh mọi chuyện cô ấy bị gì vậy bác sĩ ung thư ung thư khi đến khám có thai nếu cứu đứa bé cơ thể cô sẽ không còn chút năng lượng nào để sống đáng ra vợ anh đã chết từ hai tháng trước nhưng sau đó nhịp tim cô ấy lại tăng trở lại cô ấy muốn giấu anh luôn để đợi đứa bé chào đời khỏe mạnh chỉ tiếc ra đến mặt con vợ anh vẫn chưa nhìn được thì đã ra đi rồi anh bế con đến đứng bên chị tóc trên đầu chị đã rụng hết rồi chị nhẫn tâm với anh lắm chị biến anh thành gã đàn ông tệ bạc rồi bỏ bố con anh đi như thế này chị chẳng nói cho anh một lời nào trước khi ra đi anh thấy chị thật tàn nhẫn nhưng rồi anh lại tách nhiều mình hơn lúc nào cũng tự hào mình là người đàn ông yêu thương vợ con Vậy thì người đàn ông yêu thương vợ ấy Là chẳng thể biết vợ mình đang bệnh nặng hay sao Anh đau đớn lắm Rất là đau đớn vô cùng Con tim như bóp nghẹt thở rồi Rồi anh bừng tỉnh khi con trai khóc Nhìn con anh rơi nước mắt xuống má con Ôm con chặt trong vòng tay của mình Nắm lấy bàn tay vợ đã lạnh ngắt Gầy gò ấy Anh tự nhủ Sẽ dùng hết sức mình để chăm sóc cho con để yêu thương con thêm cả phần của chị bởi những gì chị đã hy sinh vì con sau này anh sẽ kể cho con nghe về việc con đã có một người mẹ mạnh mẽ đến như thế nào người mẹ ấy đã hy sinh cuộc sống của mình để đổi lại cuộc sống cho con ra sao vâng thưa quý vị các bạn câu chuyện đẩy nước mắt và xót xa của người đàn ông đã chia sẻ lại về cuộc hôn nhân của mình với người vợ vô cùng yêu quý. Một câu chuyện cứ ngỡ như là trong phim. Hai vợ chồng lấy nhau mấy năm trời mới có là được một người con. Nhưng khi mang thai được 7 tháng thì chị đã bị mắc bệnh ung thư. Và Chị nhất quyết Là đến lúc chết không cho anh nhìn thấy mặt mình Vì lý do Sợ anh càng đau khổ thêm Chồng đau buồn thêm Và bằng mọi giá Người vợ ấy Phải bảo vệ được đứa con trong bụng Dù là sinh non Và ca mổ đã thành công Nhưng cứu được con Không cứu được mẹ Quả thật là một câu chuyện Theo tôi nghĩ Đầy cảm xúc và một người phụ nữ đầy mạnh mẽ đến như thế nào. Tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để bình luận chia sẻ về câu chuyện này. Sau đây kính mời quý vị các bạn lắng nghe một câu chuyện đầy đau thương và cảm xúc của một người phụ nữ, mong rằng quý vị chia sẻ và bình luận về câu chuyện này. Xin kính mời mọi người cùng theo dõi và lắng nghe hương ngúng quẩy đi về mặc mẹ già vác cái bao trên lưng đội nón lá khắc khổ bước đi lúc này thì minh đã rõ về thân phận cô người yêu mà anh đang cố ý định cầu hôn rồi Minh hiện là giám đốc của một công ty tư sản xuất gỗ của gia đình. Bố anh là người giàu có nổi tiếng khắp vùng. Tuy là ông chủ nhưng tính tình của Minh lại khá điềm đạm, anh chưa bao giờ tỏ ra mình giàu có để ức hiếp người khác. Chính vì vậy mà Minh được bạn bè và nhân viên vô cùng kính nể. Năm ấy, Minh 28 tuổi và công ty anh vừa mới tuyển về một cô nhân viên kế toán khá xinh đẹp tên là Hương ai cũng nói lẽ ra hương nên ứng tuyển vào vị trí thư ký thì hợp lý hơn nhưng cô chỉ cười bảo em chỉ có chuyên môn về kế toán thôi với lại chân em ngắn nên hợp với ngồi văn phòng chứ không đi tiếp khách được đó là cô nói khéo thế chứ thân hình như hương thì khối cô gái cũng phải ao ước minh đã để ý tới hương ngay từ ngày đầu cô vào làm và hai tháng sau anh chính thức hẹn hò với cô mỗi lần minh rủ đi chơi cô đều hẹn anh đón ở bên ngoài cổng căn biệt thự cô nói bố mẹ cô khó tính lắm cô phải lấy tìm được một lý do sang nhà bạn để trao đổi về chuyên môn bố mẹ mới cho đi chứ nhìn thấy bạn trai đưa đón là ông bà bắt ở nhà ngay không cho đi đâu cả mình cũng nghĩ gia đình hương là gia đình có điều kiện và bố mẹ cô quản con gái rất là nghiêm khắc anh đã mừng thầm vì mình tìm được một cô gái xinh đẹp. Hai gia đình lại môn đăng hộ đối, chắc chắn bố mẹ anh sẽ không có gì phản đối. Và đúng như những gì mình nghĩ, ngày anh đưa Hương về ra mắt, mẹ anh ngồi nói chuyện với Hương và bà vô cùng ưng ý cách nói chuyện của bạn gái con trai. Nói chung là hôm ấy mình bận lên văn phòng ngồi máy tính vì có chuyện cần phải giải quyết trong ngày nên để Hương ở với mẹ. Chẳng biết hai người nói những gì Nhưng lúc Hương về rồi Mẹ anh cứ suýt xoa tấm tắt khen Hương Là cô gái tài sắc vẹn toàn Yêu nhau được ba tháng Hương tới nhà anh chơi đã nhiều lần Nhưng cô vẫn chưa một lần Cho mình bước chân vào diện kiến bố mẹ của mình Mình thắc mắc Thì Hương cứ lấy cớ lý do Bố mẹ cô khó tính lắm Cô vẫn sợ Mình chỉ biết người yêu Vẫn hay đứng dưới ngôi biệt thự đó chờ anh tới đón Cho tới một lần Minh quyết định bắt taxi đi theo Hương Lúc cô ta lạc ra về Vì muốn gây bất ngờ cho cô Với món quà đặc biệt anh định dành tặng cô Đó là chiếc nhẫn đính hôn Thế nhưng Chiếc taxi vẫn ngày ngày Chở Hương đi đi về về Mà cô nói do tay run không dám lái xe Lại không dừng ở cổng ngôi biệt thự Mà phóng vút qua Tới dãy nhà trọ trước mặt Thì Hương xuống xe Đi bộ về phía đó Minh vô cùng ngạc nhiên nên cũng xuống taxi đi theo cô. Lúc Hương đi qua mấy quán nước trẻ và có vài người đàn ông đang ngồi tán ngẫu thì Minh nghe thấy có tiếng xì xào. Xinh quá, tiếc lại là sinh ra ở bãi rác. Hoa hậu bãi rác cũng không tới lượt ông đâu nhé. Em ấy toàn cặp với đại gia thôi. Nghe nói còn ông hát nổi tiếng một vùng đang say em ấy như điếu đổ đấy. Minh giật mình khi người ta nhắc đến tên bố của anh minh đội vội cái mũi lên đầu để không bị ai phát hiện và đúng lúc ấy thì minh nghe tiếng của hương đã to tiếng cho tôi được nghìn nào chưa mà bảo tôi đừng đi nhặt rác nữa mẹ lại đi đấy à tối rồi đi làm gì nữa giờ người ta mới tập trung rác về bãi đi nhặt mới được nhiều chứ con đã bảo mẹ không đi nhặt rác ve chai nữa mẹ cứ đi làm gì mất mặt con quá nhờ giặt ve chai tôi nuôi cô ăn học và được như ngày hôm nay đấy Nhưng cô đã cho tôi được nghìn nào chưa mà bảo tôi đừng đi nhặt rác nữa Tôi phải tự nuôi bản thân tôi chứ Tùy mẹ Rồi Hương ngú nguẩy đi về Mặc bà mẹ già và cái bao trên lưng Đội nón lá khắc khổ bước đi Lúc này thì Minh đã rõ về thân phận Cô người yêu mà anh đã đang có ý định cầu hôn rồi Không ngờ Hương đóng kịch giỏi đến thế Minh lại lực thững đi theo mẹ người yêu ra bãi rác. Lúc gần tới nơi anh cố gắng bước đi trước và vô tình đánh rơi cái ví của mình. Bà cụ còng lưng nhìn thấy cái ví rơi cố gắng cất giọng gọi chàng thanh niên trẻ đang vội vã đi về phía trước. Cậu ơi, cậu bị rơi ví này. Vâng, đúng ví của cháu rồi. Cháu cảm ơn bác. May quá, bác đi sau nhìn thấy, bảo không thì hôm nay cháu mất hết giấy tờ. Cháu, cháu biếu cụ ít tiền để bà mua cái gì đó mà ăn ạ. À. Mình vừa nói, vừa rút ra một tập tiền đưa cho mẹ người yêu. Nhưng bà không nhận vì số tiền quá lớn. Mình phải nói mãi, bảo đó chỉ là chút tấm lòng của anh. Bà nhận cho anh vui. Giấy tờ trong ví của anh còn quan trọng hơn số tiền kia rất là nhiều. Cuối cùng thì bà cũng nhận. Anh dặn bà cứ cất số tiền này đi. Khi nào cần thì tiêu phòng lúc trái gió trở trời không đi nhặt ve chai được thì dùng tới tạm biệt người đàn bà nhặt rác cũng suýt nữa là mẹ tương lai của mình mà minh xót xa vô cùng anh xót xa vì cách đối xử của hương với mẹ mẹ cô vất vả một đời lo cho cô như thế mà cô nỡ đối xử với bà như vậy nếu hôm nay gặp hương trong hoàn cảnh này mà cô không có thái độ vô lễ với mẹ thì chắc chắn anh vẫn sẽ rút chiếc nhẫn đính hôn kia ra tao cho người con gái ấy nhưng tiếc là những gì hương thể hiện đã khiến anh không thể làm việc đó vâng thưa quý vị và các bạn lại thêm một câu chuyện tình đầy đau lòng cho là người phụ nữ này vì cô ta lớn lên nhờ công sức mồ hôi của người mẹ nhặt ve chai, nhặt rác bao năm trời để cô ra trường, ăn học đàng hoàng và đi làm. Và được một người đàn ông tốt như Minh là con của một đại gia yêu thương và để ý tới. Nhưng cô ta đã vô tình giấu đi cái cảnh nghèo của mình và còn đối xử của người mẹ đã bao năm vất vả nuôi nấng mình con lớn mà trong lúc Minh đã chứng kiến được cái cảnh này và mình không thể nào chấp nhận một cô người yêu như thế này được và tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe bình luận để chia sẻ về câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại